Thưa quý vị, ngày 11 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ khẩn cấp Trần Anh Tuấn, 29 tuổi, quê ở Thanh Hóa, để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em. Trước đó, khi đang dạy con riêng của người tình học bài, Tuấn đã hiếp dâm bé gái 10 tuổi. Theo cơ quan điều tra, Tuấn chung sống như vợ chồng với chị A, 28 tuổi, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh và cháu N, 10 tuổi, con riêng của chị A, ở một căn nhà trọ trên địa bàn phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương. Khoảng 18 giờ ngày 8 tháng 1, chị A nấu cơm dưới nhà, còn Tuấn dạy bé N học bài trên gác. Khoảng 15 phút sau, khi chị A đưa đồ ăn lên gác cho cháu N, thì phát hiện Tuấn đang có hành vi giao cấu với cháu N. Sự việc bị bại lộ, Tuấn bỏ trốn, phía chị A thì đưa con đến cơ quan công an trình báo sự việc. Nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt khẩn cấp Tuấn khi đang lẩn trốn ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về phapluattp.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.